Ngoại. Ngoại khỏe không? Phải khỏe, khỏe, khỏe. Có nhớ ngoại không? Khỏe, khỏe. Có nhớ ngoại không? À, nhớ không? Nhớ, nhớ. Bạn định chết tao à? Hoa xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là tụi Hoa sẽ gọi điện hỏi thăm ngoại. Giờ thì Hoa với Alex sẽ gọi điện cho ngoại. Hey, chào. Chào ba ngoại. Cơm chưa? Ừ? Ba ngoại khỏe không? Cơm chưa? Khỏe. Khỏe. Anh chưa? Con anh chưa? Đây nè. Trời ơi, nói ổng đi, ổng điện nữa. Để thử coi ngoại có hiểu không. Ừ. À? Thử coi hay là ngoại có hiểu tiếng Việt không. Mà ngoại hiểu. Hiểu chứ, nó nói nó ngoại hỏi ngoại khỏe không đó. Ủa ngoại đang đi đâu vậy? Đang ngoài ngoài. Ngoại, ngoại đang ở trong cầu đó. Dạ. Ở ra không kịp. Ra không kịp tắt máy. Tới trưa giờ trong nó không biết giờ điện dây dắt nào mà gặp con nữa không biết. Hai con đi làm ha. Ừ, thường thường chủ nhật cũng đi làm nhưng mà hôm nay thì không. Hôm nay chủ nhật ngồi nghỉ không biết rồi đại diện giác nào gặp con nhớ. Hỏi ra ngoại nói tiếng Việt cho ngoại nghe đi. Khỏe không? Có khỏe không? Ba ngoại hết bên không? Hết bên chưa? Hết bên chưa? Nói gì vậy? Ba không hiểu. Bà ngoại không hiểu. Hỏi nó là ngoại hết bệnh chưa? Hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi. Ngoại hết bệnh rồi. Hết bệnh. Rồi hỏi ngoại. Bà bây giờ bà ngoại đi đâu? Ở nhà. Ngoại ở nhà. Ở nhà. Mày đang ở nhà. Hỏi ngoại ăn gì? Mày ngoại ăn gì? Hôm nay anh gì? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Cơm. À cơm. Ăn cơm gì ngoại? Ăn cơm với món gì? Ăn cơm món gì? Ăn cơm với tép. Tép hả? Tép là kỳ đó à. Tép là kỳ đó. Ăn vịt. À anh nhé. Ăn con vịt. À đúng. Ăn vịt. Thịt vịt đúng không? Con thích. Nay chủ nhật con nghỉ hả? Dạ, nay chủ nhật được nghỉ. Cho nên gọi điện. Dạ. Nghỉ không? Ôi mời chừng mất. Nhà xong chưa? Chưa nữa. Nhà xong chưa? Chưa. Nói nó về, nói. Nhà xong chưa? À, hôm... Không biết là ngoại qua chứ. Hôm nay con giúp bà xây nhà. Dạ, yeah, giúp bà xây nhà nghe là nghe. Đúng. Xây riết rồi ngoại qua nha, rồi ngoại qua đó. Ngoại nói là xây xong ngoại qua chơi. Ngoại sao vậy đi con làm mấy xong này phim con làm mấy xong sao biết đi mày qua em vì anh ra à đúng đúng dạ đúng xây nha xây giờ tới tết rồi nha để diễn ra qua nha dạ đúng ngoài giờ đúng ngoài giờ này có còn đông nhất nữa không ngoại ngoại còn đông nhất gì ngoại còn đông nhất nữa không cũng thì hết có thuốc á con cũng thuốc thêm chứ đâu có hồi nào bỏ thuốc con hết là cũng thuốc thêm ngày cả chục viên chứ đâu phải tự nhiên là hết cho tụi con nha nhưng mà nói chung thì phố lấy thuốc nữa nè chừng nào ngoài đi mốt ngày mốt hả ủa lên có ở ngày lại là ngày mốt thứ ba rồi ngoài lên mà có ở lại nhà út không hay về ở đêm sáng về nghe hả về trong ngày đâu kịp ông Hà Hảo hả? Ông giận cái miệng ta nói. À, ông giận cái miệng ta nói rồi. Ông giận cái miệng ta nói. Giận không có hiểu không? Có hiểu không? Cái người thích cái người ghê thì. Không, con không hiểu. Không. Cái người ghê. Kinh quá. Mốt qua nhớ tụi con quá trời luôn. Ngoại ráng phải mốt qua chơi. Tụi con có 3 năm chưa? À, sao, mà mày? 3 năm rồi đó, 3 năm hơn rồi đó. Trời mau dữ vậy ha. Mau mà, từ 2020 tới giờ. Ừ. Vậy hả? Trời nhanh ghê không? Thì đó. Đi qua lẹ mà. Đáng lẽ đi coi về. Đang kiếm, chưa thấy. Bây giờ hả? Giờ 5 giờ chiều đã bảy mấy giờ? 11 giờ trưa. Ừ. 11 giờ. Trời đất ơi. Ở ngoài làm nhỏ. Đang giờ tới cười.
hỏi thăm ngoại đi. Nó dành điện thoại nữa ai. Thì đó, hôm nay tao muốn thử ngoại. Gọi ngoại coi ngoại hiểu không? Dạ đúng rồi. Nói gì? Muốn thử gọi coi ngoại hiểu không? Dạ, con đang muốn gọi bên ngoài. Muốn gọi điện cho ngoài. Muốn gọi điện cho bên ngoài. Bữa nào con rảnh con gọi nha. Dạ. Ồ chứ bữa nha. Dạ. Ngoại bye kìa. Bye bye. Bye bye. Này là nhà ngoại của Hoa ở dưới quê Bến Tre. Xin chào ngoại. Chào ngoại. Chào ngoại. Ngoại khỏe không? Khỏe. Có nhớ ngoại không? Khỏe. Có nhớ ngoại không? Nhớ không? Nhớ. Tao bảo. Thì cũng có nhiều người hỏi tụi Hoa là tại sao về Việt Nam chơi 4 tháng nhưng mà lại không có quay video nhiều ở Việt Nam. Thì là tại vì lúc về là Hoa chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn, xong rồi dành thời gian cho gia đình, bạn bè, rồi đi du lịch nữa. Cho nên là Hoa không có quay video nhiều. Thì hôm nay là sẵn tiện là quay cái video mà gọi điện cho ngoại. Thì Hoa tổng hợp lại một số video mà hỏi tụi Hoa đi về Bến Tre chơi cho cả nhà xem nha. Cái này thì là ngoại đang dẫn hai đứa đi ra chợ để mà mua một chút bánh trái về ăn. Thì là ở đây là người ta bán nhiều món bánh quê dân gian lắm, Hoa là Hoa khoái lắm. Cho nên là cứ mà về là sáng nào là cũng đi ra để mà mua. Thì có bánh bò nè, bánh da lợn, xong rồi bánh cún, bánh rau mơ. Mà nhà Hoa thì Hoa khoái ăn bánh rau mơ lắm, Alex cũng vậy. Cho nên bây giờ là đang đứng đợi để mà mua bánh rau mơ để ăn. Tại vì bánh rau mơ mà chấm với nước cốt dừa, trời ơi nó ngon. How you feel? Is it the same in Saigon? No. Yes. Sẽ bốn ha. Mà ngon không? Ngon hơn. Ngon hơn hả? Ngon hơn ở Sài Gòn. Yeah. Mày uống thuốc vô chứ không ăn, giờ đúng nổi mà. Này mập rồi chứ. Không mập. Cái gì đó trời ơi. Anh này thiệt. Kinh quá. Cái tay sao đại ăn đây con này chùi. Bánh canh nè. Bánh canh vịt. Bánh canh. Bánh canh vịt. À, bánh canh là con vịt đề đất. Mà vịt ở dưới quê kêu vịt chứ không kêu vịt. Giờ Hoa sẽ làm thử bánh canh vịt đặc sản ở quê của Hoa. Nhưng mà lại là lần đầu làm á cả nhà. Tại vì là đặc sản ở quê á, cho nên mỗi lần về quê á thì đi ra chợ mua thôi, chứ không bao giờ làm đâu. Mà qua đây cái mùa mà lạnh lạnh như vậy nè, Hoa muốn ăn cái gì đó nóng 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 á. Thế là Hoa nghĩ là Hoa sẽ làm món này cho cả nhà ăn. Mà Alex nhà Hoa là cũng thích lắm. Alex khoái ăn bánh canh vịt lắm. Cho nên là phải làm thử. Hoa bỏ nhiều hành tím á, để cho thịt vịt nó thơm á. Nên Hoa mua là 4 cái đùi vịt. Còn cái đùi nữa đâu rồi? 4 cái đùi. Nên lại thêm mấy miếng vịt này nữa. Đây là mấy miếng thịt này.
trong lúc á mà Hoa nấu cái nồi nước á cho thịt vịt nó mềm á thì Hoa sẽ đi nhồi bột. Cái này ở dưới quê của Hoa thì nó gọi là bánh canh bột sắt. Tại vì một hồi là mình sẽ sắt ra. Hoa thì thật ra như là Hoa nói tiếng Việt không có chuẩn. Hoa bị ngọng từ nhỏ rồi, cho nên là có nhiều từ đó là Hoa nói tiếng Việt không có chuẩn, bởi vì mọi người thông cảm nha. Chứ không phải hả là Hoa qua Pháp xong mà Hoa bày đặt á hả là Hoa nói tiếng Việt cho nó đớt đớt, nghe cho nó giống Việt Kiều. Không có đâu, qua mới có mấy năm mà làm gì hả mà mất gốc tệ vậy. Mà cũng có nói tiếng Pháp giỏi đâu mà mất gốc. Tại vì cái giọng của Hoa hả là nó bị ngọng từ nhỏ rồi, cho nên đó cũng là lý do mà hồi mới đầu mà Hoa làm video là Hoa rất là ngại mà phải nói chuyện. Đó là cũng là một cái lý do mà hồi xưa lúc mà Hoa làm cái video đầu tiên đó là Hoa chỉ để phụ đề tiếng Việt thôi á. Tại vì Hoa bị tự ti về cái giọng nói của mình á. Cho nên nhiều người là cứ vào bình luận xong rồi nói hả là sao mới qua Pháp mà nói chuyện nghe đớt vậy. Trời ơi, đâu người rồi hả, người Việt mà sao nói ngọng dữ vậy. Mà đâu phải ai người Việt cũng phải nói chuẩn 100% đâu. Nên nhiều khi đọc bình luận nó cũng buồn lắm, nhưng mà thôi, chịu thôi. Cái giọng nói của mình nó vậy rồi. Mặc dù là Hoa đã cố gắng hay là Hoa tập phát âm rồi đó, nhưng mà có những cái là nó giống như kiểu là nó đã thành thói quen á, mình khó mình sửa được. Hồi xưa là Hoa còn không phát âm được chữ R nữa kìa, chữ R hồi nhỏ á, đi học này nọ là cứ bị cô giáo phê bình. Nói chung á là hồi xưa nha, điểm môn gì cũng cao trừ cái điểm môn đọc tiếng Việt là điểm thấp nhất, tại vì không có đọc đúng. Nên nhiều khi cũng buồn cái giọng nói của mình lắm. Mà nhiều người đó, người ta đâu có bị như mình đâu, nên người ta đâu có hiểu đâu. Cũng giống như là những người mà người ta bị khuyết tật nè, rồi này nọ, mà mình không ở trong hoàn cảnh của người ta mình cũng đâu có hiểu được đâu. Bởi vậy là bởi vì Hoa sống là Hoa không có phán xét ai đó. Ai là người ta cũng sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm, hoặc là có những cái gì đó mà mình không biết được, mà mình không có ở cái khía cạnh của người ta, mình không hiểu. Cho nên là Hoa không có phán xét, Hoa sống như vậy á. Tại vì Hoa cũng có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, cũng có những cái tự ti, rồi cũng có nhiều cái lắm. Cho nên là Hoa nghĩ là mình như vậy thì người khác cũng sẽ có những cái khác. Cho nên là mình không nên phán xét người ta. Nãy giờ nó nói chuyện nhào cục bột hoài. Hoa sẽ cho nấm vào. Ở bên đây là nó không có nấm rơm đâu cả nhà, nó chỉ có nấm này thôi. Bên đây mà ở trong siêu thị là nó cũng bán ít nấm lắm. Cho nhiều nấm là ăn cho nó ngon, nhà Hoa là khá là nấm. Cái này một hồi nó teo lại. Nồi nước nữa. Bột gạo sau khi mà đã nhồi xong thì Hoa sẽ cán mỏng qua một cái chai, xong rồi sau đó là mình đứng mình sắc sắc. Bởi vậy cho nên mới gọi là bánh canh bột sắt á. Nhưng mà hả là ở dưới quê Hoa thì là còn bỏ thêm nước cốt dừa vào nữa, cho nên hả là bánh canh ăn nó sẽ nghe thơm mùi nước cốt dừa, với lại cái nước của nó sẽ đục đục. Với lại là cái này là bột gạo đã nhồi chung với bột năng á, khi mà mình nấu một hồi nó chín thì cái nước nó sẽ đặc đặc, nó sắn, nó sợt sợt lại.
đây là cái món đặc sản ở dưới quê Bến Tre của Hoa, với lại nó cũng gắn liền với tuổi thơ nữa. Cứ mà mỗi lần về quê nha là ngoại sẽ mua sẵn bánh căn thịt vịt này á, xong rồi sau đó hay là để sẵn cho cả nhà ăn. Rồi ngoài ra thì còn có mắm tép nè, lạp xưởng, rồi tôm kho tàu. C'est toi le dernier, hein? Oh, oui. Il n'y aura plus rien tout à l'heure, hein? Oui, moi. Merci, Aura. Alors, raconte. Je veux dire... Alors, raconte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est du canard. Ça, c'est du canard. Ça, c'est avec quoi? Avec un champignon. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est du farine. Farine de riz. Ah, c'est comme des pâtes que tu as fait? C'est comme des pâtes. C'est bon. C'est bon. Puis t'as mis de la crème de soja? Non, du lait de coco. Du lait de coco? Oui. Ah oui. C'est bon parce que ça fait tout onctueux. Ah mais non, les assiettes en papier, c'est pas... Moi j'aime pas. Moi non plus. Les assiettes en papier. Les assiettes, les serviettes en papier. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime des vraies serviettes en tissu. Voilà. On en a, en plus. Autant ils vont en prendre. Ah bah, toi. C'est bon? Oui, c'est bon. Mmh. Moi, je trouve que c'est pas comment vous faites. C'est pas comment vous faites? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bien parce que c'est pas trop liquide. Ah, c'est bon. Ah, parce que tu aimes comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Moi, je préfère aussi, moi. Moi, j'aime mieux les soupes moitié... moitié liquide, tu vois. Moi, j'aime mieux. C'est quoi, moi, tu crois? Je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien les machins de ramen, là. Souvent, ils ont des soupes un peu comme ça, des fois. Tu remets un peu de poivre. Ouais, je peux mettre un peu de poivre. T'as déjà mis du poivre, toi, papa? Ou ça te va comme ça? J'avais hésité. C'est permis? Ah. Ah. Ouais. Ils n'ont pas mangé ça au Vietnam, mes parents, non? Non. Non, non. Ça, c'est peut-être pas un truc qui... Chez ta grand-mère. On n'est pas resté assez pour manger et tout. Hein. On n'a pas été chez la grand-mère. Hein. Non. Non. Même. Mais la prochaine fois, on peut. Ah oui, on peut aller chez la grand-mère. Oui. C'est loin de Saigon? Oui, c'est 2 heures. Ah oui? Oui. Ça va encore, en vrai. C'est juste que la route, voilà. Il faut prendre. Il n'y a pas de bus. Il faut prendre le taxi. Non, mais on peut. Tu peux prendre la limousine. Oui, on va prendre la limousine. En limousine. Oui. Ou la voiture. C'est pas les limousines comme ici, tu sais, c'est les trucs que tu as pris. Les espèces de. C'est comme un taxi. Moi, j'aime bien le nom parce que comme ça, on peut dire qu'on voyage en limousine. Ouais. C'est bon. Ouais. Alors que si on peut pas le dire souvent. Ici, il n'a pas. Non. Non. Les limousines? Oui. Non, c'est le taxi. C'est ou... cher, les limousines. Ouais. Le nom limousine, c'est cher, hein, si tu veux une limousine. Même des taxis comme ça, ça n'existe pas trop. Là. Non. Ouais. À Paris, ils se marient avec les limousines, tu sais. Les grandes voitures américaines. Nhà Hoa là đang nói chuyện về mấy cái xe limousine ở Việt Nam á, thì tại vì xe limousine ở bên nước ngoài á, thì là nó to, nó dài, nó sang lắm kìa. Nhưng mà limousine ở Việt Nam thì là dạng kiểu là xe khách mà 16 chỗ, xong rồi là người ta biến đổi lại, người ta để thành 80 chỗ thôi. Rồi trong đó là mấy cái ghế massage. Thì hồi mà đợt mà ba mẹ qua Việt Nam chơi á, thì là Hoa đã đăng ký mấy cái xe đó để mà di chuyển, ví dụ như từ Hà Nội về Ninh Bình, rồi từ Sài Gòn về Cần Thơ, thì ba mẹ cũng thích lắm. Ah non, oh, ça va, ça suffit. Non, oui, moi ça me suffit, ouais. Moi aussi, parce que pour le soir, après... On mange, et après la nuit... Je me laisse tenter, et après je dors pas bien. Oui, c'est ça.
terrible. Ah, je me réveille, j'ai mal à la tête. Bah oui, moi ça m'arrive des fois aussi. Ouais. Et après je rêve de conneries. Moi aussi. Ouais. Alors, je travaille le 24, le dimanche 24, de 6h le matin à 16h. Ouais, bah. Alors, la journée, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle me la paye. Alors, ça me fait 4, 5, 6, 7, 8 jours à récupérer. Ah et bon, j'ai dit comme. Eh ben non, mais pas en tout, hein, mais avec les autres, elle est d'accord. Ah, qui veut un gâteau? Alors, ça me fera. J'ai plus faim, mais je veux un gâteau, papa. 4, ouais, mais c'est pas 5 jours c'est et demi, de... et puis non, plus 2. Non, mais toi, personne n'en veut. Non, merci. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont arriver le 24. Est-ce que vous auriez pas une bûche en rabat? Từ tuần này là bắt đầu vào cái mùa lễ hội bên đây cả nhà, cho nên là tiệm bán siêu thị nó đông kinh khủng luôn á. Bình thường á, siêu thị chỗ Hoa là chỉ mở cửa vào buổi sáng thôi, nhưng mà bây giờ là mở cửa cả ngày, cho nên hay là thứ bảy chủ nhật là hai cái ngày ha mà bắt buộc phải đi làm luôn á. Là Hoa là Hoa phải làm vào ngày 24 luôn, là Hoa làm cả ngày. Nói chung á hả, là nếu mà Hoa có ra video trễ thì mong cả nhà thông cảm nha, tại vì đông á mà làm suốt như vậy á, xong rồi phải dậy sớm nữa. Đó, cái Hoa về là Hoa chỉ muốn ngủ thôi chứ không có muốn không thiết tha mà ăn uống luôn á. Hoa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây nha. Nếu mà cả nhà thích kênh của Hoa thì cả nhà bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex Cuộc Sống Pháp. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau nha.